Có lý quá ha. Bây giờ lại bà lấy ra. Đây là cái hành làm đó. Hành làm. Wow, yummy. Ok. Rồi gắp mỗi người một cái đi. Khoan, khấn cái đã. Hai anh em nắm tay nhau khấn, nắm tay nhau. Nắm tay ngồi ngồi đàng hoàng khấn. Hạnh nắm tay nhân nắm tay Hạnh, hai nữa nắm tay. Hạnh. Ok, rồi khấn đi, nhìn lên khấn. Đó. Hai anh em nhìn khấn trước khi ăn đó. Đây cái lời khấn nè. Lại khấn đây. Rồi. Rồi ăn. Gấp cho nhân gấp cho ba ăn cái, Hạnh gấp cho mẹ ăn cái đi. Bỏ vô dĩa ba, bỏ vô dĩa mẹ. That's okay. It's not gonna be. It's gonna be break. But that's okay. I destroyed. Oh my god. I got an idea. You just gotta peel it off. Oh, come on. Okay, I tell you what, hold on. Okay, tại vì quên không có bỏ dầu vô cái phô, thành ra nó dính. cái bánh mì nó dính với cái phô đó, rồi phải bỏ vô dĩa. Cái này của Nhân nè, cái này của Hạnh nè, cái này của mẹ nè, cái này của ba nè, đó. Rồi giờ ăn đi. Kêu mẹ đi. Hả? Chạy xuống kêu mẹ đi. Anh đợi mẹ. Hả? Mẹ thức dậy xong rồi. Chưa đâu, còn tới 25 phút nữa. 25 phút nữa. 20 phút nữa. You're gonna cut it off. Oh yeah, good idea. Cut it off and then eat it. Cái trứng nó chín không à? Okay. Cut it off and eat it. Ngon không? Ngon không? Hannah, look up Hannah. Look Hannah. Mm-hmm. Ngon không? Okay, rồi nhận ngon không nhân? Look. Hạnh nấu đó nha, Hạnh nấu. Her first cooking. Nó dính à. Không bỏ dầu ra nó dính. See if it's cool. Yeah. Okay. Okay, trúng không? Chưa chín đâu, chín không? Okay, egg nó trong nó chín nè. Okay, good. Hạnh dây qua ba hỏi cái coi Hạnh. Công Hạnh nấu đó. Hạnh ơi, dây qua đây nè. Thấy nấu cực không? Uh-huh. Vậy mỗi lần người ta nấu cho mình ăn, thấy cảm ơn người ta không? Uh-huh. Ngon không ha Nhân? Lát nha, lát đi học nữa món mới Nhân về Nhân nấu nha. Ngày thứ hai là Nhân nấu nha Nhân. Ngày đầu Hạnh nấu, ngày thứ hai Nhân nấu nha. Ok, nhìn ba cái coi. Lát mấy giờ, lát đi học nữa phải không? Ok, lát đi học nấu nữa phải không? Ok.